Như thế nào là một bài phát biểu hay, ngắn gọn và không cái phần trang trọng? Mình ở đây để giải đáp thắc mắc cho các bạn. Xin chào, mình là Hằng đến từ Fidel Wedding. Lễ ăn hỏi hay gọi là lễ đính hôn là một trong những nghi lễ không thể thiếu trong văn hóa cưới hỏi của người Việt Nam. Nó mang ý nghĩa như một sự thông báo chính thức của hai bên gia đình đến với các mối quan hệ xung quanh về việc hứa gả con cái giữa hai họ. Đây cũng là một cột mốc quan trọng trong cuộc sống hôn nhân của cô dâu và chú rể, bởi sau lễ hỏi thì cô gái sẽ chính thức trở thành vợ sắp cưới của chàng trai và chàng trai được công nhận là rể nhà gái. Theo lệ xưa thì lễ hỏi thường phải được tổ chức cách đám cưới từ 1 đến 2 năm. Tuy nhiên vào ngày nay thì không còn bắt buộc một mốc thời gian diễn ra lễ hỏi nữa, mà hoàn toàn tùy thuộc vào sự sắp xếp của hai bên gia đình. Chính vì thế mà lễ hỏi có thể được diễn ra từ trước lễ cưới 1 đến 2 tháng, 1 đến 2 tuần hoặc thậm chí là cùng ngày với lễ cưới. Vậy bài phát biểu trong lễ hỏi thì có ý nghĩa gì? Ngoài việc chuẩn bị tươm tất về trap, về bàn thờ gia tiên thì chuẩn bị một bài phát biểu hay cũng vô cùng quan trọng. Một bài phát biểu ngắn gọn, xúc tích sẽ khiến cho buổi lễ diễn ra một cách xuôi chèo mát mái. Những lời nói càng chân thành thì sẽ giúp cho hai bên gia đình cởi mở, gần gũi và gắn kết hơn. Từ đó thì tình cảm của hai bạn trẻ cũng sẽ được đong đầy. Ngoài ra thì những lời hay, ý đẹp sẽ giúp chạm đến cảm xúc của người nghe hơn, và buổi lễ cũng sẽ theo đó mà diễn ra thành công tốt đẹp hơn. Những lỗi cần tránh khi chuẩn bị bài phát biểu trong lễ hỏi. Lỗi đầu tiên là tránh phát biểu lan man, dài dòng. Bởi vì các bạn cũng biết lễ hỏi được diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Chính vì vậy bài phát biểu cần phải ngắn gọn, xúc tích để tránh mất thời gian của các nghi thức khác. Lỗi thứ hai là câu văn không trôi chảy. Nếu một bài được chuẩn bị hay, tình cảm nhưng câu văn không trôi chảy thì sẽ dễ khiến cho người nghe không thể nắm bắt được hết ý. Từ đó thì cũng sẽ không chạm đến cảm xúc của người nghe. Lỗi thứ ba là tránh nói ấp úng, lúng túng, bởi vì như vậy thì sẽ thể hiện sự thiếu chu đáo trong khâu chuẩn bị. Sau đây, Fidel Wedding sẽ gửi đến cho các bạn một số bài mẫu để các bạn có thể tham khảo. Mình sẽ đọc thật chậm, các bạn có thể lấy giấy bút ra để ghi chép lại nha. Kính thưa quan viên hai họ và toàn thể vị khách quý, lần đầu tiên tôi xin thay mặt họ nhà trai kính chúc các vị khách quý sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Tôi tên là Dũng, là bác của cháu Long, đại diện cho họ nhà trai. Tham dự buổi lễ hôm nay, họ nhà trai còn có ông Thành, bà Bình là bố mẹ của cháu Long và các thành viên khác trong gia đình chúng tôi. Ở đây, nếu các bạn giới thiệu từng thành viên trong gia đình thì nhớ là giới thiệu độ tuổi từ cao đến thấp và nhớ nói rõ quan hệ với bố mẹ của chú rể nha. Sau một thời gian quen biết và tìm hiểu lẫn nhau, tình cảm được vun đắp ngày một nhiều, hai cháu có mong muốn được về cùng nhau dưới một mái nhà, được trở thành vợ chồng của nhau. Theo nguyện vọng của hai cháu, hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, nhà trai chúng tôi chuẩn bị chiến tráp lễ vật xin được ra mắt và thưa chuyện cùng họ nhà gái. Mong gia đình hai bên chấp thuận cho cháu Long trở thành con nhà anh chị và cháu Nhung trở thành giao con trong gia đình chúng tôi. Tôi xin được mời bà Bình là mẹ cháu Long và bà An là mẹ cháu Nhung cùng mở tráp lễ vật để nhà gái được tỏ tường. Họ nhà trai chúng tôi hy vọng họ nhà gái sẽ chấp thuận lễ vật và đồng ý cho hai cháu nên duyên hạnh phúc. Có một lưu ý ở đây là khi tráp lễ vật được mở đến đâu thì mình cũng sẽ phải giới thiệu đến đấy. Chiến tráp lễ vật thì gồm có tráp trầu cau này, tráp hoa quả, tráp bánh cốm, tráp bánh vu thuê, tráp chè, tráp rượu thuốc, tráp lợn heo sữa quay, tráp mâm xôi và tráp sen. Như vậy là kết thúc bài phát biểu của họ nhà trai. Bây giờ mình sẽ đến bài phát biểu đáp của họ nhà gái nha. Trước tiên tôi xin giới thiệu, tôi là Minh, là bác cả của cháu Nhung và là đại diện của gia đình nhà gái. Tham dự buổi lễ hỏi hôm nay, họ nhà gái gồm có ông bà nội của cháu Nhung, bố mẹ cháu Nhung và các thành viên khác trong gia đình. Cũng như lời phát biểu của họ nhà trai thì khi giới thiệu từng thành viên trong gia đình cũng nên giới thiệu từ độ tuổi từ cao đến thấp và nêu rõ quan hệ đối với bố mẹ của cô dâu. Cũng như lời phát biểu của đại diện họ nhà trai,
Quả đúng hôm nay là ngày lành tháng tốt, cũng là ngày mà họ nhà trai sang thư chuyện trăm năm. Trước hết, gia đình chúng tôi xin có lời cảm ơn đến họ nhà trai đã chu đáo chuẩn bị các lễ vật. Tôi thay mặt cho họ nhà gái xin chấp thuận cho hai cháu được bén duyên nên vợ thành chồng. Từ giờ trở đi, hai cháu Long và Nhung đã là dâu là rể trong nhà. Hai cháu còn trẻ, về học thức và quan hệ xã hội có thể đã tốt, nhưng đối nhân xử thế và quan hệ trong nhà còn cần được hai bên gia đình thông gia dạy dỗ và nhắc nhở để hai cháu làm tròn bổn phận con cháu, kính trên nhường dưới, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ. Nhà gái chúng tôi cũng hy vọng rằng cuộc sống vợ chồng của hai cháu sẽ suôn sẻ, sớm sinh bé trai bé gái và gia đình nhỏ có thể êm ấm hòa thuận. Thay mặt họ nhà gái, tôi xin mời nhà trai ăn miếng trầu, uống chén nước và mừng hạnh phúc cho hai cháu. Như đã thống nhất thì hai nhà sẽ gặp lại nhau trong ngày cưới sắp tới. Chúng tôi xin chúc đoàn nhà trai ra về bình an, vui vẻ và hy vọng tình thông gia của hai bên gia đình sẽ bền chặt, gắn kết. Phi Điệu Wedding vừa chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm để có một bài phát biểu đúng trình tự, hay và ý nghĩa. Với 9 năm kinh nghiệm, chúng tôi có một lời khuyên dành cho cô dâu chú rể. Đám hỏi là một thời gian để gặp gỡ, giao lưu giữa hai bên gia đình, cho nên chúng ta không nên quá áp lực về bài phát biểu. Đôi khi thì sẽ có nói vấp vì quên lời, hoặc là nói không được trôi chảy vì thiếu kinh nghiệm, nhưng hãy xem đó chỉ là vấn đề nhỏ, bởi bầu không khí ấm áp, vui vẻ của hai bên gia đình chính là yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công cho buổi lễ. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Nếu thấy video hay, ý nghĩa thì hãy nhấn like và subscribe cho kênh của Phi Điệp Wedding nha.